Trường hợp của chị Võ Thị Trang, sinh năm 1998, ở thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hương Hóa, bị suy thận giai đoạn cuối. Chị lại vừa mới sinh em bé được vài tháng tuổi. Cuộc sống vốn khó khăn khi chồng không có công ăn việc làm ổn định. Nay chị bị bệnh tật như vậy. Theo bác sĩ, để có thể thay thận, một ca phải mất khoảng 700 triệu đồng. Tình cờ biết được hoàn cảnh khó khăn này qua Facebook, chị Cao Thị Nhung liền tìm cách giúp đỡ. Một mình chị không có đủ số tiền lớn như vậy, nên chị đã tổ chức bán đấu giá áo dài và phụ kiện đi kèm qua livestream trên Facebook để gây quỹ giúp Trang chữa bệnh. Được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, và đặc biệt là xin cảm ơn là chị Nhung Cao bên áo dài là đã quyên góp giúp vợ tôi là được một số tiền rất lớn, và chúng tôi là rất là cảm ơn và trân quý những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Nói chung cũng xin là mọi người là biết đến chị Nhung Cao là để cho chị là được đóng góp cái tinh thuyền nguyện của chị để giúp đỡ những mảnh đời là khó khăn hơn nữa. Đồng cảm với hoàn cảnh thương tâm của chị Võ Thị Trang, nên rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước đã tham gia đấu giá áo dài. Sau gần một tháng kêu gọi, số tiền đấu giá đã lên đến khoảng 150 triệu đồng. Và toàn bộ số tiền này, chị Nhung đã thay mặt các mạnh thường quân, nhà hảo tâm lên trao tận tay cho chị Võ Thị Trang. Các nhà mạnh thường quân góp công sức để giúp đỡ cho gia đình chị Lý cũng như là cháu Nhung. Thì tôi cũng là về mặt chính quyền, tôi cũng xin rất là cảm ơn các anh chị mạnh thường quân trong tỉnh và cũng như trong cả nước. Thì tôi cũng xin là nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ thêm cho cháu Nhung để có thêm một phần kinh phí để là điều trị cho cháu. Đối với Nhung thì bên cần việc kinh sinh buôn bán thì vấn đề thiện nguyện được Nhung rất là quan tâm. Trong những cái năm tháng còn đi học thì Nhung thường tham gia các cái câu lạc bộ thiện nguyện của nhà trường và chính quyền địa phương đi giúp đỡ các cái gia đình khó khăn. Trong những năm gần đây thì trong khi phát triển kinh tế và Nhung có cái chỗ đứng trên thị trường rồi, thì nhờ với cái uy tín của mình, Nhung thường xuyên kêu gọi các cái khách hàng, đặc biệt là các khách hàng ở nước ngoài cùng chung tay hỗ trợ các cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm vừa rồi là một năm thiên tai lũ lụt đối với bà con Quảng Trị chúng ta, thì Nhung đã đứng ra và kêu gọi được cái số tiền lên tới 250 triệu đồng. Được biết, trong trận lũ lịch sử cuối năm 2020, chị Nhung cùng với bạn bè, người thân và khách hàng thân tín đã đóng góp giúp cho đồng bào bị thiên tai trên địa bàn tỉnh hơn 250 triệu đồng. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, thuần nông, chị Nhung luôn trăn trở và đồng cảm với những mảnh đời nghèo khó. Ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã tham gia tích cực công tác thiện nguyện. Giờ đây cuộc sống của chị khá giả hơn trước, nên có nhiều điều kiện để tham gia tốt hơn và giúp đỡ được nhiều hơn những trường hợp không may trong cuộc sống.